Hãy dùng yêu thương để đáp trả lại sự dối trá, lừa gạt. Vì sự thù oán chỉ cho thấy rằng bản thân quá yếu đuối, thiếu hiểu biết chứ không có gì hơn. Từng ngày sống trên cuộc đời này là từng ngày vô cùng ý nghĩa. Sao cứ phí hoài cho những người không cần tới ta, không tôn trọng ta? Hãy làm cho mỗi ngày trong cuộc đời của bạn là một ngày vui sống. Người xưa sống được trường thọ vì họ có tam bất thất. Chính là không còn biết ba điều: không quan tâm oan oán, không quan tâm tuổi tác, không quan tâm thị phi. Vậy tại sao không học cách sống khôn ngoan, rèn luyện những điều này để sống thật vui vẻ, không phải vướng bận gì nữa?